Vào chiều ngày hôm nay 17 tháng 9 thì mạng xã hội đã rúng động trước buổi livestream hơn 400.000 lượt xem của vợ chồng cầu thủ Công Vinh và ca sĩ Thủy Tiên. Nắm trong tay hơn 18.000 tờ sao kê từ 177 tỷ đồng mà Mạnh Thường Quân đã quyên góp cho đợt bão lũ 2020, cầu thủ Công Vinh đã dõng dạc tuyên bố sẽ chính thức làm đơn khởi kiện tất cả cá nhân, tổ chức đã bôi nhọ vu khống danh dự của gia đình mình suốt thời gian qua. Công Vinh chia sẻ: "Trong suốt thời gian vừa qua thì hai vợ chồng đã bị chịu nhiều điều tiếng rất lớn bởi các thông tin vu khống bị đặt trên Facebook làm ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình kinh tế của gia đình chúng tôi. Vì vậy, với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền chính đáng, hợp pháp của hai vợ chồng. Những sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng và cơ quan cảnh sát điều tra. Chúng tôi tin vào pháp luật, chúng tôi tin rằng sẽ không có một cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật. Dù là bất cứ ai thì chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện, dù là doanh nhân, CEO hay là người buôn bán bất động sản hay bất cứ cá nhân tổ chức nào. Chúng tôi tin rằng pháp luật sẽ có chế tài để xử lý những sai trái đó. Chúng tôi khẳng định là tài khoản có số đuôi 746 chỉ duy nhất kêu gọi cho quỹ từ thiện miền Trung và không có bất cứ tài khoản nào khác." Sau phát ngôn này thì netizen lập tức réo tên bà Phương Hằng vì trước đó thì nữ đại gia là một trong những người tiên phong cá biệt Thủy Tiên, Công Vinh ăn chặn tiền từ thiện. Để có buổi sao kê như ngày hôm nay thì không thể phủ nhận là có sự tác động mạnh mẽ của CEO khu du lịch Đại Nam. Trong khi dân tình đang hoang mang bởi vợ của ông Dũng Lò Vô đã thông báo rút lui toàn bộ cuộc chiến trên mạng xã hội từ ngày 12 tháng 9, thì mới đây một đoạn video dài 3 phút được cho là của bà Phương Hằng đáp trả lại Công Vinh như sau: "Chỉ nói là tất cả những trò ma mạnh của vợ chồng Thủy Tiên, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Bây giờ không phải là lúc để giỡn mặt với cộng đồng mạng mà lúc mình phải chứng minh với pháp luật. Nếu đúng thì chị sẽ mời kiểm toán và yêu cầu Bộ Công an vào cuộc. Toàn bộ chi phí kiểm toán chị sẽ chịu trách nhiệm. Nếu công an làm rõ ra và thông báo rằng vợ chồng Thủy Tiên trong sạch, thì chị sẽ hoàn toàn bồi thường danh dự. Nếu vợ chồng Thủy Tiên muốn cái gì thì chị sẽ bồi thường cái đó. Còn nếu không thì phải trả lại tiền cho đồng bào, người dân miền Trung vì tiền này là tiền máu thịt, tiền hy sinh. Đó là điều mà cả nước đang phẫn nộ. Riêng chị thì chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề bồi thường danh dự cho vợ chồng Thủy Tiên nếu như nó làm đúng. Còn bây giờ, những cái trò ma mảnh, trò mèo này không có tác dụng gì đâu. Cho nên là chị gửi lời đến vợ chồng Thủy Tiên, chị không đủ tư cách, nhưng công an và người dân có đủ tư cách để yêu cầu minh bạch tiền của người dân đóng góp vào quỹ lũ lụt. Đây là cơ hội để vợ chồng Thủy Tiên lấy lại danh dự và có thêm tiền bồi thường. Đây là một trong những điểm mà chị đã chiến đấu gần 6 tháng qua. Nhờ em chuyển lời tuyên bố chắc nịch này đến vợ chồng Thủy Tiên và cộng đồng mạng, rằng chị sẽ không bao giờ nuốt lời, chứ không bao giờ chạy. Chị có đủ điều kiện để bồi thường danh dự cho Thủy Tiên nếu như chứng minh được từng đồng, từng cắt, từng đồng ra vào." Động thái này của nữ doanh nhân cho thấy là dù không tham gia mạng xã hội nhưng mọi diễn biến đều được bà Phương Hằng nắm rõ, chưa bao giờ rút lại những tuyên bố mà mình đã nói. Và những thông tin tiếp theo sẽ được LSN chúng mình tiếp tục cập nhật.